Em xin giới thiệu, đây là máy lọc không khí và bù ẩm, hàng nội địa Nhật đã qua sử dụng, model là Sharp KC-30T2-W. Đây là hàng nội địa Nhật chạy điện 100V, vui lòng đừng cắm nhầm 220. Kích thước của máy này như sau: chiều cao là 52cm, chiều ngang là 36cm, hậu sâu 20cm. Hàng em bán ra bao nguyên bản nguyên zin, bao hoạt động ok nên các bác yên tâm sử dụng nha. Mua hàng thì vui lòng liên hệ 0931008099 để em tư vấn, hoặc vào Zalo nhân viên sẽ gửi hình ảnh chi tiết cho các bác tham khảo. Địa chỉ bên cửa hàng em là 274 Lý Thái Tổ, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Em xếp hàng toàn quốc qua bưu điện, các bác có thể cọc trước giúp em 500.000, nhận hàng thanh toán số tiền còn lại và phí ship cho bưu điện. Hoặc mình chuyển đủ 100%, bên em sẽ bao luôn phí ship tận nơi. Khi các bác nhận hàng không cần thanh toán thêm bất kỳ chi phí gì nữa. Bây giờ em sẽ quay ngoại hình xung quanh của máy lọc không khí và bù ẩm này cho các bác tham khảo. Bên hông này nó có một cái hộc chứa nước dùng để bù ẩm. Sau khi hết nước thì trên màn hình nó sẽ hiện cái đèn màu đỏ ở vị trí này. Các bác châm nước vào là nó bù ẩm tiếp tục nha. Đây là tổng thể mặt sau của máy. Đây là bên hông của máy, thông tin của máy: Sharp KC-30T2-W, hàng nội địa Nhật điện 100V. Ngoại hình khá ok nha. Giống như cái tên gọi của nó, máy lọc không khí và bù ẩm. Nó có hai chức năng chính là lọc không khí và chức năng thứ hai là bù ẩm. Nếu mình muốn bù ẩm thì mình châm nước vào, máy sẽ lấy cái hơi nước nó tỏa ra trong căn phòng nhà mình, làm cho căn phòng mình độ ẩm được cân bằng, thoải mái, mát mẻ, không có gây ra khô da, hóc, khó chịu sau khi mình ngủ dậy cũng như là mình ở trong máy lạnh lâu dài. Còn riêng chức năng lọc không khí thì máy này có rất là nhiều công dụng. Đầu tiên, máy này có công nghệ ion plasma Luther, đây là công nghệ độc quyền của thương hiệu Sharp. Nó diệt khuẩn lên tới 99,9%. Ở trên này nó có cái bảng dịch nè, mình có thể dùng Google dịch là mình có thể dịch được các thông số ở trên này. Em có dán qua đây các chức năng của máy nè. Đầu tiên là nó sẽ diệt được chất gây dị ứng như là phấn hoa chẳng hạn. Cái thứ hai là có thể diệt được nấm mốc. Cái thứ ba là diệt được virus. Cái thứ tư là khử được mùi. Cái thứ năm là loại bỏ được tĩnh điện. Mình sử dụng một cái máy này mình để trong phòng thì nó sẽ khử được mùi khói thuốc lá nè, mùi thức ăn bay vào phòng nè, hoặc là những cái mùi trong không khí nó gây khó chịu, gây dị ứng cho người sử dụng. Trong mùa Covid này, mình sử dụng những cái máy này vô cùng hữu ích luôn nha. Nó làm cho bầu không khí trong căn phòng nhà mình được trong lành, sạch sẽ, diệt khuẩn, khử mùi. Dù sao thì mình ở trong một cái bầu không khí trong lành, nó vẫn tốt hơn là ở trong một cái bầu không khí ngột ngạt và đôi khi mình không biết á, là virus, vi khuẩn hay là những cái chất gây dị ứng nó len lỏi đâu đó trong căn phòng nhà mình. Nhà có trẻ nhỏ, người lớn tuổi, nhà có đông thành viên vô cùng cần thiết sử dụng những cái máy như vậy. Nó lọc sạch những cái mùi khói thuốc lá, những cái mùi cơ thể, những cái mùi thức ăn và diệt luôn virus, nấm mốc gây khó chịu cho mình nha. Với giá thành hợp túi tiền chỉ có 1 triệu ngoài thôi, các bác đã sở hữu được máy lọc không khí và bù ẩm của thương hiệu Sharp có công nghệ diệt khuẩn như vậy. Vào những mùa hanh khô hay là mình ở trong máy lạnh lâu dài thì mình rất là cần thiết sử dụng cái máy lọc không khí và bù ẩm. Nó sẽ cung cấp độ ẩm, cung cấp nước cho căn phòng nhà mình, làm cho da dẻ mình thoải mái. Bây giờ mình cùng quay gần màn hình xem các chức năng sử dụng trên máy này nha. Ở trên này nó có ghi thông số nè. Ngoài những chức năng là diệt nấm mốc, virus, gây dị ứng, khử mùi, loại bỏ tĩnh điện ra, thì ở dưới này nó có ghi một hàng nè: trong vòng 18 phút ở diện tích phòng 25m2 thì nó diệt khuẩn khử mùi tuyệt đối, và trong vòng 38 phút ở diện tích phòng 40m2 thì cái lượng ion plasma Luther nó phóng ra là 7.000 đơn vị đủ để diệt khuẩn khử mùi cho không khí căn phòng nhà mình nha. Đây là nút tắt mở nguồn trên máy. Đây là nút mở và tắt chức năng ion plasma Luther, nó có hình chùm nho nè. Đây, ở phía dưới này có ký hiệu. Đây là chức năng lọc không khí từ thấp cho tới cao. Đầu tiên là tự động. Khi mua về á, mình có thể chọn chức năng tự động, máy nó làm gì làm, miễn sao nó cân bằng nhiệt độ, độ ẩm, diệt khuẩn. Còn nếu mình không muốn á, thì ở đây nó có ba chức năng khác nữa là yếu, trung bình, mạnh. Khi mình bật mạnh thì mình nghe cái hơi nó ra không? Rất mạnh. Nhưng mà tốt nhất chọn tự động đi, máy nó làm gì đó làm. Còn bên này là hiển thị độ ẩm lý tưởng cho căn phòng mình. Bên tay trái là độ ẩm thấp, bên tay phải là độ ẩm cao, và chính giữa là độ ẩm lý tưởng nhất. Bên này là chức năng cài đặt lại tất cả các chức năng trên máy. Mình nhấn vào 3 giây
thì máy nó sẽ khởi động lại, nó không còn nhớ được những chức năng trên máy trước đó mà mình cài đặt. Mình có thể cài đặt lại hết từ trong ra ngoài của máy nha. Rất là dễ sử dụng đúng không? Với giá thành rẻ, rất là bền, hợp túi tiền và cực kỳ tiết kiệm điện. Một tháng mình bỏ tầm 40 đến 60 nghìn tiền điện thôi, như giống như mình ăn một tô phở, tô hủ tiếu thôi. Vậy là em đã quen ngoại hình cũng như hướng dẫn các chức năng sử dụng trên máy này rồi. Thì bây giờ em xin kết thúc clip. Các bác nào có nhu cầu mua hàng thì vui lòng liên hệ 0931 008 099 để em tư vấn và chốt hàng.